Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 17 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Cảnh sát giao thông đội nắng rải cát lên mặt đường, trơn trượt cho dầu ăn. Và hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đội nắng dùng cát rải lên đoạn đường trơn trượt vì dầu ăn đã để lại nhiều thiện cảm cho người đi đường. Khoảng 15 giờ 20 ngày 16 tháng 4, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy chở dầu ăn lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ công viên Gia Định về cầu Bình Lợi. Khi đến gần giao lộ với đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác khiến cho hai can dầu ăn khoảng là 50 lít bị vỡ. Băng chảy vương vãi khắp mặt đường ở làn xe máy kéo dài khoảng 50 mét khiến đường trơn trượt, nhiều người đi xe máy đã bị trượt ngã. Và sau khi sự việc xảy ra thì người đàn ông chở dầu ăn nhanh chóng rời khỏi hiện trường để cảnh báo cho những phương tiện khác khi lưu thông qua đoạn đường có dầu, và một số người dân đã đứng chặn và hướng dẫn lưu thông ra phía làn xe ô tô. Và nhận được tin báo của người dân thì tổ tuần tra và tổ chuyên đề đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ gần đó đã ngay lập tức có mặt. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã chặn một đoạn của làn đường xe máy và cùng nhau rải cát lên vết dầu loang giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Và trước những hình ảnh của các chiến sĩ cảnh sát giao thông rải cát lên vệt dầu trên đường, một số người dân gần đó đã cùng ra hỗ trợ nhiệt tình. Và đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn đang khắc phục sự cố. Và đó là thông tin ngày 17 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.